Em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình gửi đến anh em một cái combo của Mỹ về và nó sản xuất tại Mexico. Những anh em quan tâm liên hệ 0962232180 để sở hữu cái combo từ Mỹ về. Bao gồm có 999 sản xuất Mexico, 887 sản xuất Mexico, 2 pin và một sạc túi xách. Thì cái này là mình lấy bên Mỹ về ha. Nó là từ ngày mình lấy ở bên Mỹ là ngày 26 tháng 6 2024. Ok, em gửi đến anh em xem cái combo này. Thì hàng Mỹ mới chăm chăm ha anh em ha. Thì mình khui hộp để cho anh em xem. Đây, thì cái túi xách đây nó cũng khá là to ha. Nó chứa được cái combo này. Đây là sản xuất tại Mexico. Đây. Đây. Một em. Mình bỏ ra từ từ ha. Cái này thì cái 887 thì nó sản xuất Mexico và nó êm nhất trong tất cả các dòng máy vịn vít nha anh em. Nó ngon nhất. Tại vì 850 nó nóng, nó nhỏ nó nóng. Thì con này thì nó có hai catalog nằm trong này. Ép lại ha. Ok, thì pin này cũng sản xuất Mexico luôn. Rồi em sẽ gửi đến anh em xem hết luôn ha. Rồi pin này cũng sản xuất cục này sản xuất China. Rồi sạc này 1106 sạc nhanh 120V. Rồi cái body. Cái túi này thì khá là to ha anh em ha. Túi này 300, nó to lắm. Đựng con ba cái máy ok luôn. Rồi thì Tùng gửi đến anh em xem đây. Đây là 999 ha. 999 quá đẹp luôn. Tám trăm bảy tay cầm sạc. Pin này pin Apple, pin này sản xuất tại Mexico. Anh em quan tâm thì liên hệ em Tùng 0962232180. Đấy. Rồi. Cục pin này thì cũng Mỹ về. Nhưng mà sao nó ghép lại ở trong bộ này là sản xuất tại China. Rồi, 887 lực của nó là 205 Newton, sản xuất Mexico. Thì trong cái dòng máy vịn vít của thằng The One thì chỉ có 887 là ngon nhất, ổn định nhất. Còn các mẫu sau thì nó không ổn định bằng. 850 thì nóng, 845 thì nó cũng nóng luôn. Ok. Đây em này nó sản xuất Mexico ha, gửi đến anh em xem này. Ở dưới này. Đây. Sản xuất Mexico cái màu nó đã hơn ha anh em ha. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi kênh của em. Thì anh em muốn mua lẻ thì cái thân máy này 2,2 triệu, thân máy này 3 triệu, hơn 3 triệu ha. Thì anh em liên hệ em. Cảm ơn anh em.